Chào quý anh chị quay trở lại với kênh Bất Động Sản Ngọc Linh Lan, và hôm nay lại tiếp tục giới thiệu với quý anh chị một thông tin quy hoạch về một con đường động lực đi đi vòng ven qua khu vực Đức Hòa. Và con đường này hiện nay thông tin rất là ít, thì hôm nay Linh tổng hợp trên bản đồ quy hoạch của Đức Hòa, Linh muốn chia sẻ với quý anh chị. Thì hiện nay thông tin con đường này nó chưa có được rõ ràng lắm, nên đây chỉ là cái thông tin tham khảo cho quý anh chị để quý anh chị biết nó có những tuyến giao thông nào. Còn ví dụ như về những cái vấn đề vị trí chính xác của con đường này thì quý anh chị sẽ được cập nhật trong những cái video mới nhất khi Linh có những cái thông tin nó rõ ràng hơn. Thì hôm nay Linh sẽ chia sẻ cho quý anh chị và một con đường động lực nối các nó đi dọc theo vùng ven của khu vực của Đức Hòa. Thì ở video trước và Linh có chia sẻ với quý anh chị con đường 823B, và con đường này hiện nay đã làm gần xong rồi. Thì cái con đường 823B này nó có một cái ý nghĩa quan trọng, đó là kết nối giao thông giữa các khu công nghiệp của khu vực Đức Hòa lại với nhau. Thì quý anh chị có thể quay lại video trước để theo dõi con đường này. Và hôm nay Linh sẽ tiếp tục giới thiệu với quý anh chị một con đường cũng song song với con đường này, đó là con đường kết nối 823, 822, 823, 823 3B và con đường 825. Thì con đường này nó bắt đầu và từ khu vực Tân Mỹ và phía dưới này quý anh chị, và chạy dòng theo cái khu phía trên này, đi về tỉnh lộ 10 và đi về chỗ khu Tân Đức, Tân Đô. Vì con đường này nó có ý nghĩa rất lớn, và khi hiện nay quý anh chị thấy tất cả khu vực Đức Hòa đi về đây là đi vào bằng những con đường hướng tâm, những con đường hướng tâm đi về khu vực Đức Hòa, như tỉnh lộ 7 trên này, tỉnh lộ 8 trên này, tỉnh lộ 9, tỉnh lộ 10 bên này, và những con đường hướng tâm đi về khu vực trung tâm thị trấn Hậu Nghĩa hay là thị trấn Đức Hòa. Và cái khu vực con đường này nó có một cái ý nghĩa rất là lớn, đó là nó là một con đường như một con đường vành đai, và một con đường vành đai bao quanh của khu vực Đức Hòa. Và quý anh chị có thể thấy nó kết nối từ cái khu dân cư Tân Đức, Hải Sơn như này, chạy dọc về hướng Mỹ Hạnh, Đức Hòa Đông này, về Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc, đi về hướng Tân Mỹ, và chạy dọc dọc về cái hướng ở phía dưới này, là hướng Đức Huệ bên này nhé quý vị, đi về hướng Đức Huệ này, và giao thương với rất là nhiều tuyến đường. Nó giống như là một cái tuyến đường vòng bao ở khu vực Đức Hòa này. Rất là dễ di chuyển, nên sẽ chia sẻ rõ hơn với chị tiếp tục theo dõi video nhé. Thì đây là khu vực Đức Hòa, thì tuyến đường đi qua đó là tuyến đường này nhé quý anh chị, tuyến đường trục này là tuyến có thể nói nó là cái trục động lực Đức Hòa. Và rất là nhiều quý anh chị hay hỏi về tuyến đường này, nhưng mà hiện nay thông tin ở trên Internet rất là ít, quý anh chị có thể tìm nó không có ra. Thì đây là cái thông tin quy hoạch cơ bản để cho quý anh chị nắm, và sau này có thể nó sẽ nắng hoặc là điều chỉnh lại quy hoạch, thì cũng sẽ xây dựng theo con đường đi vành đai thế này, có thể là nắng qua một số địa bàn, nhưng mà con đường này chắc chắn nó sẽ làm. Thì con đường này bắt đầu từ đâu, Linh sẽ lấy từ hướng trên đi xuống nhé. Bắt đầu từ cái vùng binh ở ngay ở chỗ khu vực này, ngã giao của chợ Tân Mỹ đây quý anh chị, chỗ chợ Tân Mỹ đây đó. Thì ngay ở nút này á là cái đường tỉnh lộ 822, 822 này đi lên hướng Củ Chi là con đường tỉnh lộ 7 nhé quý anh chị, đường tỉnh lộ 7 này. Quý anh chị đi Củ Chi ở thành phố thì quý anh chị biết tới con đường tỉnh lộ 7 xuống dưới đây, nó là DT 822, thì nó là nút giao của 822 và 825 ngay khu vực này, chỗ chợ Tân Mỹ ở khu vực trên này, và chạy dọc xuống phía dưới này. Con đường này chạy dọc xuống phía dưới này, và quý anh chị có thể thấy nó song song với ranh giới Long An này đó, và xuống ở phía dưới này phải là tỉnh lộ 823. 823 con đường này là con đường tỉnh lộ 8 từ cầu vượt Củ Chi đi xuống này quý anh chị, cầu vượt Củ Chi đi xuống dưới này đó. Thì từ ở cái ranh giới thành phố Hồ Chí Minh hay là chỗ này có khu cổng khuôn Đức Hòa Ba này đó, thì quý anh chị thấy từ ranh giới thành phố Hồ Chí Minh quý anh chị xuống tới dưới này đó, nó khoảng tầm 4 km cái đoạn này, rồi chạy ôm cái cánh cung lên trên này, đi vòng ra sau của khu dân cư Cát Tường Phú Sinh
khu dân cư Cát Tường Phú Sinh ở ngay khu vực này. Quý anh chị nào đi tìm đất nhiều thì mới biết dự án ở đây nhé quý anh chị. Đó thì nó đi song song với lại con đường Lục Lục Viên này quý anh chị. Con đường ở phía sau này là con đường Lục Viên nè. Đó, con đường này là con đường Lục Viên. Đó, Lục Viên ở đây và chạy về hướng này là chạy về hướng Chợ Đình đấy quý anh chị. Chợ Đình bên này. Chợ Đình bên này. Đó thì đi theo cái hướng này, đi bao qua cái dự án Cát Tường Phú Sinh đây và chạy về đoạn này là đoạn tỉnh lộ 9. Tỉnh lộ 9 là con đường phía trên này là đường Nguyễn Văn Bứa nhé quý anh chị. Nguyễn Văn Bứa đi xuống chỗ này là cầu TL9 nè, ranh giới chỗ khu dân cư Xuyên Á, và quý anh chị xuống đây là 6 km. Đó, hay là quý anh chị lấy từ ngã ba Mỹ Hạnh xuống cái đoạn này. Đó nó là khoảng tầm 3,5 cây ở đoạn này. Rồi chúng ta thấy nó sẽ đi tiếp tục băng qua cái đường 824, 824. Đây từ cái 824 đây thì quý anh chị, nếu quý anh chị nào về Đức Hòa rồi thì quý anh chị biết ở khu vực này là chợ Mỹ Hạnh Nam nè quý anh chị. Đó ngay khúc này là khúc ủy ban xã Mỹ Hạnh Nam, chợ Mỹ Hạnh Nam ở khu vực này. Quý anh chị xuống dưới này nó khoảng tầm 3 km thì đi qua đoạn này. Và nó chạy thẳng luôn. Đó nó thẳng luôn đi về tỉnh lộ 10. Tỉnh lộ 10 cái đoạn này là ngay cái cổng của khu dân cư Tân Đức nha quý anh chị. Đấy cổng khu dân cư Tân Đức. Rồi quý anh chị có thể nhìn lại toàn cảnh của cái khu này, nó đi song song, có thể nói là đi song song với lại cái ranh giới của Long An này. Thì hiện nay cái khu vực ở phía trên này là khu công nghiệp. Quý anh chị đợi lên một tí nhé. Phía trên này là khu công nghiệp nè quý anh chị. Quý anh chị thấy khu này là khu công nghiệp nhé. Đó, quanh khu này khu công nghiệp thì nó có một con đường là 823B. Xin lỗi. Theo khu công nghiệp thì nó có đường 823B đây quý anh chị. Dọc theo khu công nghiệp thì nó có đường 823B. Đó thì dọc theo cái khu dân cư ở dưới này thì nó có con đường đó là đường đường trục động lực và đi qua khu dân cư. Đó thì hiện nay cái khu vực này quý chị thấy nè, ở khu vực này hiện nay đang quy hoạch dọc theo tuyến đường này, ở dọc theo tuyến đường này là khu dân cư này quý chị, khu dân cư ở dưới này có thể phát triển khu dân cư, ở khu dân cư dọc dọc theo tuyến đường này, thì khu vực mà dọc theo tuyến đường này định hướng phát triển khu dân cư bàn cờ khu vực này rất là nhiều, thì hiện nay có rất là nhiều doanh nghiệp họ chọn những quỹ đất ở dọc theo tuyến đường này để phát triển khu dân cư nhé quý chị. Đó thì dọc theo tuyến đường này hiện nay sẽ được đề xuất những doanh nghiệp người ta có thể đề xuất hoặc là quy hoạch những khu dân cư nó bài bản hơn những cái khu đất phân lô ở bên ngoài rất là nhiều, nếu như những doanh nghiệp nào mong muốn xí đất ở những khu vực dọc theo cái tuyến đường động lực này. Và con đường động lực này nó chạy đi đâu quý anh chị lưu ý nè, chúng ta tắt hết những cái khu công nghiệp đi. Đây thì khu dân cư nó sẽ bám theo tuyến đường này, nói hiện nay khu này sau này sẽ được quy hoạch rất là đồng bộ rất là đẹp. Và tuyến đường này nó đi đâu quý anh chị lưu ý nè, cái con đường này nó chạy từ Tân Mỹ chạy qua tỉnh lộ 822, 823, 822, 823, 824 và đi về đây là tỉnh lộ 10. Thì con đường tỉnh lộ 10 này đi qua khu công nghiệp Tân Đức nha quý anh chị, con đường này là con đường khu công nghiệp Tân Đức đi vào này, thì vào tới chỗ này nó có một con đường nữa, đó là con đường từ ở đây quý anh chị để ngay chỗ khu Tân Đức này nó sẽ chạy thẳng về về với thành phố, thì nó sẽ chạy thẳng về khu bên này là đường Võ Văn Kiệt nhé quý anh chị. Đó thì sau này con đường này sẽ kết nối với lại cái đoạn Võ Văn Kiệt này, cái vòng xoay vô Võ Văn Kiệt đây đây quý anh chị, nó sẽ có một tuyến đường nữa chạy thẳng xuống khu dân cư Tân Đô Tân Đức dưới này đây và đi vào con đường động lực này, thì đây cũng là một tuyến đường kết nối rất là tuyệt vời cho khu vực Đức Hòa. Thì về quy hoạch định hướng hiện nay Đức Hòa có rất là nhiều con đường thuận lợi để đi về khu vực Đức Hòa. Linh sẽ tiếp tục chia sẻ những video những con đường đẹp tại khu vực này cho quý anh chị. Quý anh chị nhớ đăng ký kênh để Linh chia sẻ, quý anh chị có thể cập nhật được những thông tin mới nhất. Nó thì hiện nay con đường này chúng ta có thể xem lại cái hình nền vệ tinh. Hiện nay con đường này quý anh chị có thể xem lại hình nền vệ tinh của nó nè. Đó như hiện nay phía khu cổng Tân Đức đi vào đây quý anh chị,
Đó thì hiện nay khu này đường hạ tầng đã làm xong rồi, thì sau này phía con đường này làm nó sẽ cùng làm với cái con đường này, nó sẽ là con đường kết nối với quý anh chị, con đường kết nối đi về với lại tuyến Võ Văn Kiệt. Đó, hiện nay đoạn này là đã làm xong rồi nè, và từ 8 ha tỉnh lộ 10 đoạn này nó còn đoạn này đoạn tỉnh lộ 10 nè, hay còn gọi là 825, và quý anh chị thấy là nó đi xuyên qua khu dân cư, nó đi xuyên qua khu dân cư bên này. Đó, đi xuyên qua rất là nhiều khu dân cư ở bên này. Nó đi về 824 nè, đi xuyên qua rất là nhiều. Đó thì hiện nay cái con đường này chưa có thông tin chính thức để khởi công xây dựng. Thì hiện nay theo cái quy hoạch của định hướng 2030 thì con đường này đang vẽ theo hướng này, và Linh sẽ vẽ lại cho quý anh chị xem trên con đường này thôi. Khi nó có thông tin chính thức, Linh sẽ tiếp tục cập nhật cho quý anh chị. Và con đường này nó mang ý nghĩa rất lớn khi khu dân cư nó có những con đường thông thường đi vòng theo khu vực Đức Hòa, rất là thuận tiện di chuyển, thay vì quý anh chị phải đi theo những tuyến đường rất là xa để đi đi về những cái xã liền kề của khu vực Đức Hòa. Đó thì khi con đường này hình thành rồi thì Đức Hòa lại có thêm một tuyến đường rất là thuận lợi để di chuyển qua lại giữa các xã với nhau. Thì đây cũng là một cái thông tin rất là đáng để cho quý anh chị lưu ý để chúng ta về khu vực này đầu tư đất và đón đầu những cơ hội tốt hơn. Thì đấy là một số thông tin mình muốn chia sẻ hôm nay cho quý anh chị. Khi nào con đường này có những thông tin mới, nên sẽ tiếp tục cập nhật lại cho quý anh chị con đường này. Và quý anh chị lưu ý những tuyến đường quy hoạch định hướng tương lai nó sẽ là cơ hội cho quý anh chị về khu vực này sinh sống, quý anh chị về khu vực này đầu tư làm ăn tại khu vực Đức Hòa. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị. Nếu có những thông tin gì hấp dẫn, quý anh chị có thể comment bên dưới. Linh sẽ tiếp tục cập nhật thêm cho quý anh chị. Xin chào và hẹn gặp lại.